Ngọc ơi, anh có bà cô ở quê, bà bị viêm lót dạ dày, thì làm cái cách nào để mà có thể phòng được cái bệnh đấy trong cái thời tiết như này? Ok, đây thực sự mà nói là để mà cái viêm lót dạ dày mà điều trị ấy, nó sẽ là có những cái thuốc để nó điều trị. Nhưng mà có lẽ là em sẽ chia sẻ với anh một cái mẹo để mà làm sao mà có thể giải quyết ngay lập tức cái lúc đấy, bởi vì cái vấn đề liên quan đến đau dạ dày ấy, rất là nhiều người sẽ là rất là khó chịu. Thế thì chúng ta sẽ hiểu cái bản chất của cái viêm lót dạ dày là gì. Ở cái viêm lót dạ dày nó có một cái vết lót ở đây, do cái việc mà chúng ta stress này, hay là chúng ta ăn uống này, hay là có một cái tổn thương nào ở đấy. Thế thì khi mà cái dịch axit nó tiết ra ấy, thì chính cái dịch axit nó sẽ làm cho vết lót nó sẽ tổn thương. Thế thì nguyên tắc cơ bản rất là dễ dàng là gì, đó là chúng ta là hòa loãng cái dịch axit thôi. Thì cái độ pH của dịch axit nó rất là thấp, nên là thường là khi mà chúng ta bị đau dạ dày, đó là cái lúc mà chúng ta đang đói bụng này, thì cái chưa có thức ăn vào ấy, thì chủ yếu dịch axit ở trong đấy nó sẽ làm cho cái việc mà nó dễ bị lét, hoặc là ngay sau, nhiều người ngay sau khi ăn xong thì nó cũng kích thích, nó sẽ tăng tiết cái dịch axit. Thế thì có một cái cách mà nó có lẽ là rất là đơn giản và mọi người có thể là chúng ta làm và nó sẽ giảm cho chúng ta cái triệu chứng ngay được luôn, đó là gì? Nhai kẹo cao su. Thế thì nhiều người chúng ta không biết cái đấy đâu. Chúng ta có thể là cho một cái vỉ kẹo cao su vào trong người ấy, khi mà cảm thấy mình hơi đau ấy, thì cho kẹo cao su vào nhai. Thế thì tại sao cái nhai kẹo cao su ấy thì nó lại làm giảm cái việc mà đau dạ dày? Thế thì cái nó không phải nằm ở chỗ cái kẹo cao su, mà khi mà chúng ta nhai ấy, nó làm cho một cái phản xạ tiết dịch nước bọt. Và mọi người để ý mà xem, khi mà chúng ta nhai kẹo cao su, chúng ta nuốt nước bọt rất là nhiều, và chính cái dịch nước bọt nó là cái pH cao, nó là cái kiểu mà khi mà chúng ta nuốt vào ấy, thì chính cái dịch nước bọt thì nó sẽ là trung hòa cái dịch axit ở trong dạ dày, và ngay lập tức khi mà nó trung hòa được ấy, thì cái triệu chứng đấy nó sẽ đỡ đau ngay lúc đấy luôn. Đấy là một trong những cái mà nó chỉ là một cái mẹo thôi. Ở đây thì chúng ta sẽ không nói về cái việc mà điều trị, bởi vì chúng ta muốn điều trị được đau dạ dày đấy, chúng ta sẽ phải xem nữa là có những cái bệnh gì để mà có được một cái đơn nó sẽ là tốt nhất, thì cái đấy có thể là em sẽ phải ngồi với chính cái người nhà của em. Nhưng mà đây chính là cái mẹo mà có thể anh áp dụng luôn trong nhà của em, hoặc là bất kể mà chúng ta ai có những vấn đề liên quan đến cái viêm lót dạ dày, chúng ta chỉ cần làm mỗi cái đơn giản như thế thôi. Bình thường chúng ta nước bỏ cũng được, để cho nó làm trung hòa được cái dịch vị của cái ai dạ dày. Còn không thì chúng ta có thể là ngậm một cái kẹo, nếu không có nha kẹo cao su, chúng ta ngậm một cái kẹo hay là ô mai chẳng hạn. Thế thì nó cũng chính là việc mà tăng cái tiết nước bọt này, nó sẽ trung hòa dịch axit, thì nó sẽ giảm đau được ngay lúc đấy cho chúng ta luôn. Hay quá, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Ok. Chúc mừng các bạn đã xem hết video của Dr. Ngọc ngày hôm nay. Để tránh bỏ lỡ các video tiếp theo của Dr. Ngọc, các bạn có thể đăng ký kênh Dr. Ngọc vào hình tròn chính giữa. Các bạn cũng có thể là xem các video của Dr. Ngọc ở phía bên trái cũng như là các video ở phía bên phải. Hẹn gặp lại các bạn.